Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 200. Chúng ta kiên trì học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng này. Mới đây mà cũng tới tập 200. Khi tới Tết cái bắt đầu quay lại học từ tập 1 lại, cũng là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Nên những đức làm máy, chiếc thẻ của những đức nó phong phú là do ngay chỗ những đức điều tiết. Thí dụ như chúng sanh mình nghe pháp thì nghe qua một quận, có khi một tập nghe qua cái xong tiếp tục muốn nghe cái mới, nhưng khi lấy cái cũ nghe lại cũng không nhớ. Từ nơi đó mà chiếc thẻ của những đức khi cũng là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, nhưng cái tập nào mà chia sẻ mà thấy sâu sắc, lợi ích nó gần gũi nhất luôn, thì những đức kêu cái chú làm thẻ đó, để cái tập này qua một bên, để cái tập này qua một bên, cái đưa cái tập này lên trên đầu lại của cái thẻ,
cái mấy tập vậy cái bắt đầu là người ta nghe cái thẻ nó phong phú, nghe 9-10 tập vậy cái bắt đầu vô cái cũ lại, vô cái cũ lại mấy bà nghe mấy bà cũng quên mất tiêu hết rồi, tiếp tục nghe lại cái cũ mấy bà nói công nhận mấy tập này hay thiệt, nhưng mà có nghe rồi. Nhưng nếu mà không biết cách làm á, thì cứ để cái thẻ vậy hoài đó. Thì mấy bà coi cái tấm giấy nói ủa sao thẻ cũ không ta. Nhưng trong khi mình cứ đưa vào thêm những cái buổi giảng này hoài mà đưa cái cuối không à. Nên những đứa mới tính ra là một năm á, là mình 365 ngày thì mình là 365 buổi. Rồi tới ngày mùng 1 là trở lại cái tập 1 lại. Bắt đầu là năm sau cái mình đẩy ngược lên, cứ là lên vị trí trên nhất, nên cái thẻ nó phong phú. Từ nơi đó mà chiếc máy chùa mình nó cũng là phát triển rộng được nè. Quý vị biết rằng là có khi những đức làm một chiếc thẻ thì những đức lựa cái công đoạn nào mà gần gũi nhất, nói chuyện dễ hiểu nhất, thì những đức công đoạn ngắn giống khai thị vậy đó, thì để cái đầu nhất cho nghe sơ qua một cái là nó hút số lượng người cứ nghe hoài chiếc thẻ đó. Nên quý vị biết rằng là mình làm cái gì cũng vậy chứ, mà cái tâm mình đặt về nhiều người khác thì cái việc làm đó nó có phát huy được cái năng lực chỗ đó lên liền à. Còn nếu như cái tâm mình làm mà nó cục bộ quá, nó chỉ có một cái góc độ nào làm cho có thôi, chứ không có muốn phát huy gì chứ. Tôi muốn giảng sanh cần phải phát huy gì. Thật sự mà nói thì tu cũng không tiến. Con người mình đang sống trong một cái xã hội mà phát triển mà mỗi ngày mình tu học mà Phật Pháp mình học mà nó không có cái phát huy được theo cái vị trí của cái phát triển của xã hội như vậy thì ai mà tiếp nhận Phật Pháp. Nếu mà nói Phật Pháp mà nói của cái văn tự mà của 3.000 năm về trước thì quý vị biết rằng thời đại hôm nay ai tiếp nhận được. Nên mới nói rằng là Phật Pháp đi vượt qua thời đại. Từ nơi đó chúng ta phải đem Phật Pháp ít gì cũng phát huy cho nó phù hợp vào thời đại hiện tại chứ. Như vậy thì nhất định là người ta tiếp nhận Phật Pháp, và người ta thấy rằng là Phật Pháp có cái hay mà người ta tiếp nhận, có một cái giáo dục rất gần gũi mà người ta tiếp nhận. Có những người mình á, biết Phật Pháp á, biết chùa 10 mấy năm, những đức cũng gặp một số phái đoàn biết Phật Pháp còn trước những đức 10 mấy năm. Vậy đó mà khi mà nói chuyện với họ thì những đức thấy hình như là họ học ra cái mê tín không quý vị ơi. Học ra mê tín gì đoan không à. Vì biết sao? Vì cái người dạy họ mê tín, người dạy họ là muốn xỏ mũi họ thôi. Khi ngồi nói chuyện mình thấy đáng thương thiệt. Gia đình mình đã lo cực khổ, khó khăn, vất vả. Đi đến chùa học Phật là muốn học một cái phương pháp gì đó để cuộc đời của mình cảm thấy nó nhẹ nhàng trong cuộc sống, và có những cái để mà gỡ rắc rối, phiền tối trong lòng. Vậy mà đi vào trong đạo tràng tu học thì toàn là giải những cái thứ mà để mà bỏ thêm gánh nặng cho họ. Thêm gánh nặng. Quý vị suy nghĩ, có nhiều người lắm những đứa gặp á, hình như họ học đạo mà học thêm gánh nặng quý vị ơi. Mình học Phật là mình học làm sao mà mình nhẹ cái gánh nặng trên vai mình, nó mới là đúng. Nhưng nếu mà học Phật mà càng học mà gánh nặng càng nặng thì ai dám học. Nó ở nhà có khi lo cực quá trời luôn, vậy mà đi đến chùa còn giao cho công việc mà đi quyên góp, đi đến từng nhà hỏi về tiền quyên góp xây chùa chiền giùm cho mấy ông thầy nữa trời. Làm cái chuyện mà nặng nề không? Nó vậy mà cũng cố gắng nê cái thân đi làm phiền não, rồi bị người ta nói này nói kia lại. Thấy không? Phải là học ra cái ngốc nghếch ngu si không quý vị? Trong khi Phật Pháp là dạy mình cái gì? Dạy mình trí tuệ. Mình đến chùa là mục tiêu tôi là đến đây để nghe giáo pháp, tôi nghe làm sao mà tôi gỡ những cái rắc rối trong lòng tôi, càng tu càng nhẹ, vậy thì tôi mới đem Phật Pháp hoàn chuyện. Còn nếu như mà học mù mờ, học với một người mà dạy mù mờ không, vậy quý vị nghĩ đi,
Nhưng mà do thật sự mà nói thì không đủ thiện căn. Bỏ ra mười mấy năm mà không được gì cả. Rồi nhiều lắm, đi đến cũng đi đến, cầm tiền cúng cũng cầm tiền cúng, mà phớt qua mặt thì chề môi chu mỏ, tức mình. Cái ông này như vậy, cái bà này như vậy, tức ghê luôn. Vậy mà gặp một cái là nói vài câu, cái móc tiền đưa, như thấy không? Đưa xong rồi bắt đầu là tụm ba tụm bảy lại bắt đầu sao? Trời ơi trời, người sao không chịu lo tu hành gì, người sao giải cái gì đâu mà tức mình quá. Vậy đó mà móc tiền đưa, cứ móc tiền đưa. Và Thượng Tịnh Không này nói lạ thiệt, vẫn biết như vậy, phía sau vẫn chăm chích, vậy mà tiền vẫn đưa, vẫn là đưa. Đưa rồi thì tức mình, bực bội sau lưng chăm chích. Quý vị thấy không? Phải là càng đi càng tạo nghiệp không? Nó những đức đây là cái chỗ mà khơ dậy cho quý vị nhận thức đó nghe. Quý vị phải nhận thức đó. Phật Pháp đó là trí tuệ. Học Phật Pháp là có được sự an lạc của nội tâm. Làm gì có cái chuyện đi làm cái chuyện bao đồng nặng nề thêm. Ông xây chùa ông tự làm đi. Ông đã phát tâm làm thì cái việc này là chân thật, này nhất định là chư Phật Bồ Tát gia hộ cho ông chứ. Còn tôi là hàng cư sĩ mà tôi có cái quyền năng, có khả năng gì mà tôi đi đến nhà người ta tôi hỏi tiền? Hoặc là bây giờ tôi đi quyên góp, mai mốt có chuyện xảy ra chồng tôi đánh tôi sao? Đúng không? Nó có nghĩa là mình đi học Phật mà bị người ta xỏ mũi. Đức Thích Ca Mâu Ni không bao giờ xỏ mũi ai, điều là muốn cho người ta học được cái giáo pháp an lạc không à. Mình phải biết được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp giải thoát đó. Nên học với một người cần có góc độ nhận thức lắm. Có khi bạc đầu còn chưa biết nữa đó. Vẫn là mỗi ngày mù mờ vì sao không đủ thiện căn. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết nói rằng chúng sanh mình là thích gạt hơn thích phiên. Nói thật thì thấy chổi bản, gạt thì cảm thấy mát tai. Dụ gạt thì phải nói ngọt dịu chứ, còn nói thiệt thì phải thẳng thắn chứ. Nhưng mà mình hỏi lại cái lương tâm mình có thích thẳng thắn, nói thiệt, hay là thích vuốt ve mình mát tay, giả dối đó. Từ nơi đó vì biết rằng là chúng ta ngoài đời đã nặng với tiền bạc khổ quá rồi, bây giờ đi tu cũng nặng với tiền bạc nữa, tiếp tục đổi hoàn cảnh khổ ha. Nên những đức nói rằng những đức là kẻ mười mấy năm nó khổ vì đồng tiền. Khi gặp được Phật Pháp là mình muốn nó sở cái chỗ này ra, chứ không phải là mình đi mà tiếp tục đổi hoàn cảnh đi khổ. Từ nơi đó mà chia sẻ với quý vị là chia sẻ rất thật. Những đức thấy rằng lễ lộc những đức cứ chân thật mà làm thôi. Có tiền bao nhiêu làm bấy nhiêu luôn. Tượng Phật cứ đặt là đặt thôi, chưa bao giờ những đức kêu gọi bất cứ một người nào, mà những đức cũng không biết kêu gọi ai luôn. Tuy là người về những đức đông vậy chứ những đức không có kêu gọi ai. Tại vì sao? Vì giữa những đức với người ta nó không có mối quan hệ gì qua lại chứ. Những đức chỉ có chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe thôi. Còn ngoài ra cái mối quan hệ mà cái chuyện mà nói chuyện qua lại thân thiết hoặc là có cái gì gọi kêu, chuyện này cả đời không làm. Cả đời không làm luôn. Chứ đừng có nói mà hiện tại hay là sau này gì hết, cả đời không làm luôn á. Nên á, chương trình lễ tổ chức á, có tiền bỏ ra cứ làm thoải mái thôi. Vậy mà người ta về chùa những đức thấy rõ ràng luôn, hình như là người ta phát tâm còn dữ dằn đó quý vị ơi. Bỏ thùng tam bảo vậy thôi chứ qua lễ xong những đức cũng dư tiền à. Thấy không? Rõ ràng con người mình nó không nặng với vật chất thì vật chất lại đến với mình. Một số mấy anh em trong chùa đi qua một ngôi chùa này tổ chức, thấy một số chư tăng ni á quý vị. Họ đứng ngay chỗ nào khắc thực quý vị biết không? Người anh em này nói thấy một số chư tăng ni khắc thực ở ngoài đường thì thấy cũng tội nghiệp mà thôi cũng được đi, đứng ngoài đường. Còn đi ra nhà vệ sinh thì thấy một số chư tăng ni đứng ngay nhà vệ sinh luôn để khắc thực. Người anh em nó nói rằng thiệt tình mà nói Phật Pháp là một đỉnh cao của giáo dục, vậy mà bây giờ cái hình tướng xuất gia của mình đứng ngay nhà vệ sinh để mà khắc thực kiếm cơm ăn. Thì những đức nói anh em nhận thức được chỗ này, mà anh em phải nhìn lại mình, có chừng một ngày nào mình sẽ đi vào con đường đó nếu mình không cố gắng lo tu đó nghe không. Tại vì hiện tại có một người lãnh đạo dẫn dắt mình nó mới được vậy đó.
Nếu như nó chuyển hoàn cảnh mà anh em á, gặp một người lãnh đạo mà không có góc độ, hoặc là không mạnh mẽ, không có một cái khoáng đoán rõ ràng về Phật Pháp á, anh em đi theo người đó thì anh em cũng vậy à. Cho anh em biết đó. Bây giờ đơn giản thôi, trong gia đình mà người cha người mẹ không ra gì thì con cái sẽ khổ thôi chứ gì đâu. Ngôi chùa mà bị chủ trì không có góc độ đem giáo pháp để mà hoằng truyền thì chắc chắn ngôi chùa đó quý vị ở chung quý vị cũng khổ à. Cái điều này là cái điều xác thực là như vậy đó. Nên những đức nói rằng là các anh em ra ngoài nhìn thấy, đúng ra mình phải răn nhắc chính mình, mình phải lo tu đạo cho tốt. Vì con người mình còn phước nên nó mới được vậy đó. Chứ nếu như mình xài phước hết rồi, mai mốt mình cũng là cùng đường mặt lộ rồi, chứ đừng nói cái gì hết trơn. Mình nhìn người ta mình nên quay lại mình đi. Lo tu thì nó cả đời càng tu càng tốt. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thiết nói rằng, lúc tôi mới đi tu, một số bạn bè tôi nói rằng, bạn có ý nghĩ gì? Vì sao mà ý nghĩ của bạn tiêu cực như vậy? Vì sao mà đi tu? Tôi cứ giữ phương hướng của tôi rõ ràng. 20 năm sau, 30 năm sau, các người bạn đó gặp lại tôi nói rằng, thầy đi con đường này đúng rồi đó. Thì 10 năm sau nữa, 20 năm sau nữa, thì các người bạn tôi gặp lại tôi là cũng già hết rồi. Họ quỳ xuống đảnh lễ tôi, họ nói rằng, tôi thiệt là khâm phục thầy. Tôi không thể nào dùng lời lẽ nào mà để tán thán thầy cho hết được. Đó, thấy không? Nên á, học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người, mà bây giờ mình chuyển hoàn cảnh đi kiếm ăn. Đây là nói với hàng xuất gia mình đó. Phải hết sức cẩn thận á. Hôm qua những đứa ăn cơm xong á, ăn xong trước, ngồi đó, thấy ở không, ngồi đang ngồi niệm Phật, tự nhiên nhìn thấy cái chén úp, dở cái chén lên cầm cái chén gì, nhìn vào cái chén, tự nhiên trong lòng mình suy nghĩ rằng, cái chén này là cái chén không, mà nếu cầm cái chén này đi xin ăn thì mỗi ngày chỉ là xin cơm thôi đúng không? Nhưng mà nếu biết cầm cái chén này mà bỏ câu A Di Đà Phật vào cái chén này mỗi ngày á, giữ câu A Di Đà Phật trong cái chén này mà cầm chắc á, thì chắc chắn rằng thù thắng lắm đó những đức à. Từ nơi đó người ta không chịu giữ câu A Di Đà Phật này, không chịu nắm cái pháp của Đức Thế Tôn mà để tu học, từ nơi đó mà khổ đau đói khát. Còn nếu như mà người xuất gia mà chịu lo tu đạo nghe quý vị, Đức Phật á, đúng ra cái thời đó ngài sống tới 100 năm nữa đó, tuổi thọ 100 năm. Vậy mà Đức Phật á, nhập Niết Bàn á, lúc 80 tuổi à, để lại 20 năm tuổi thọ đó, đó cho người xuất gia tu đạo đó, và người tu đạo phát tâm tu đó. Nếu mà lo tu chân thật không có đói đâu, không có đói mà còn dư nữa, làm sao đói được. Ôi, Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng là quý vị nhìn tôi để mà làm cái kinh nghiệm nè, cả đời của tôi đó, càng học Phật thì càng phong phú. Có một người này đi cùng với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, nói về xây một cái bệnh viện mà quyên góp, mà còn một cái số tiền lớn lắm mà không quyên góp được. Hòa Thượng Tịnh Không vừa nghe cái người nói được rồi để tôi cúng nha. Người đệ tử đi theo nói rằng, ủa, gần gũi với Hòa Thượng, biết Hòa Thượng đâu có trữ tiền gì đâu, mà sao cúng cái số lượng tiền quá nhiều như vậy mà ngài hứa. Rồi xong cái ông kia hỏi vậy, chừng nào Hòa Thượng chuyển tiền cho con, còn hỏi gì nữa. Hòa Thượng Tịnh Không nói được rồi, 3 ngày sau tôi chuyển cho. Thì người thì giả hết hồn nữa, ôi còn 3 ngày sau nữa. Thì xong về lại thì người thị giả bạch cùng Hòa Thượng. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, tôi giảng pháp bao nhiêu năm vậy, đâu coi thử coi, bây giờ tôi nghĩ xây bệnh viện lợi ích cho người ta, thì bây giờ tôi phát tâm tôi giảng pháp bao nhiêu năm như vậy, làm việc cho Phật A Di Đà, coi coi ông chủ A Di Đà Phật á, cái phước đức của ổng thật sự để chúng ta kiểm nghiệm được hay không. Thì vị biết rằng chưa được 3 ngày sau nữa, qua 1 ngày thôi, có người
đến gặp Đại Lão Hòa Thượng nói rằng là cho con xin cúng cái số tiền đó, số tiền đó. Hòa Thượng Tịnh Không hỏi vì sao mà cúng cái số tiền này. Là tối con ngủ, con nằm mơ, con thấy Phật A-di-đà. Ngày đến ngày nói Hòa Thượng Tịnh Không đang cần số tiền đó để cúng xây bệnh viện. Phải đem tiền là cúng ngay chỗ đó liền. Thấy rằng đó là cái chỗ mà hữu cầu tắc ứng, mà cầu sao? Cái cầu cho tất cả mọi người nó mới ứng. Còn nếu như cầu một cái tủ lạnh mà cầu cho cá nhân mình cũng không có nữa. Nên cái hữu cầu là tất cả chúng ta cầu giàu có hay cầu cái gì cũng là vì mọi người. Thì trong Phật Pháp nhất định là gọi là hữu cầu tắc ứng. Còn nếu như cái tâm lượng của mình mà cầu cho cá nhân mình thì cái chuyện này là tùy theo cái phước của mình mà có thôi. Chứ không phải là nói gì trong Phật Pháp linh gì hết trơn á. Phải nhớ đó. Nên mình nghe Phật Pháp mình phải hiểu cái nguyên lý trong Phật Pháp, thì tự nhiên con người mình học Phật không có mù mờ. Và mình muốn chọn con đường này mình cũng hiểu biết nữa. Mình đi con đường này là do hiểu biết, chứ không phải là mù mờ mình đi mà đi chạy theo. Mù mờ không hiểu, thấy người ta đi tu mình cũng đi tu theo. Ban đầu thì cũng là như vậy, mà học Phật từ từ mình hiểu. Hiểu con đường tu này là tu làm sao, là hướng chỗ giải thoát làm sao. Mình hiểu, mình đi con đường này mình mới không bị người ta đưa mình chỗ này, đẩy mình chỗ nọ. Còn nếu như học Phật mà không hiểu thì mình rất là dễ thay đổi cái tâm của mình. Nó phải hiểu. Nên mình học Phật là mình phải biết được giáo pháp của Phật là dạy cái gì, là mục tiêu chính nhất là cái gì, giúp cho chúng ta lìa khổ được vui, giải quyết vấn đề trầm luân của vô lượng kiếp, hướng chúng ta đến chỗ giải thoát cứu cánh viên mãn. Đây là chỗ xác thực nhất. Nó không có dính dáng vào cái chỗ nặng nề gì cái chuyện đi cúng dường, đi bố thí, đi xây chùa. Nó không có dính dáng bao nhiêu gì cái chuyện này chân á. Cái chuyện này á là cái chuyện mà phước duyên của mỗi người, đủ duyên mình làm được bao nhiêu mình làm thì tùy duyên mình thôi. Tại vì sanh không mang đến, chết không mang đi, thì mình có điều kiện, mình thấy điều đó tốt, mình làm được mình làm thôi. Còn cái chuyện này trong Phật Pháp nó không có đặt nặng vấn đề. Mà đặt vấn đề chính nhất á, là mình hướng người ta tu hành giải thoát kìa. Cái chỗ đó mới là cái chỗ chính đó. Nên quý vị biết rằng nghe rất là rõ ràng nha. Nên đi vô trong cái đạo tràng á, ở đây mình tu hành á, quý vị nghe, quý vị hiểu nè. Thí dụ như có một cô này, cô hỏi Nhân Đức á, cô nói thầy ơi, con có quen một người này á. Người này á, mỗi lần nhìn con thì nói rằng là có người âm đi theo con mấy người, hương linh đi theo con mấy người, có thiệt không thầy? Nhân Đức nói, Nhân Đức không biết. Tại vì con mắt Nhân Đức á, nhìn qua tấm giấy mà còn chưa thấy bên kia, mà sao nhìn thấy hương linh? Cảnh giới đó không phải cảnh giới của mình. Thì cô này cô hỏi rằng vậy con xin hỏi thầy, vậy thì những cái thấy vậy nó có đúng pháp hay không? Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết ngày nói một câu gì nè: cái tâm của bạn là cái tâm đó, nên nó chiêu cảm là cái đó. Tướng do tâm sanh. Mỗi ngày bạn thấy hương linh, thấy ma là vì sao? Vì tâm bạn là ma. Nghe không? Vì tâm bạn là ma nên bạn thấy ma. Như vậy thì cái nhân thấy ma này đến cuối cùng là đi đâu đâu? Đi vào đâu? Ngồi suy nghĩ đi. Đi vào tam đồ ác đạo, chứ đi vào đâu? Một con người vận khí mạnh làm sao thấy ma? Ma gặp mình còn phải tránh xa, chứ làm sao mà mình có thể trong mơ trong mộng mà thấy ma, thấy quỷ được? Vì vận khí của người này quá mạnh, làm sao mà cái phần vô hình có thể lướt qua được mình mà để cho mình thấy những cảnh giới đó? Mình là người niệm Phật mà tại sao thường thấy ma, thấy hương linh chi? Dù có thấy đi chăng nữa cũng phải quay cái tâm lại mà lo niệm Phật liền, không có chú ý chỗ đó. Vậy thì tu mới đúng pháp, nghe không? Tưởng đâu thấy như vậy là hay hả? Quý vị coi bao nhiêu nhà mày ngoại cảm, quý vị coi về sau cuộc đời của họ, nếu họ không học Phật, quý vị coi cuộc đời họ sau này, quý vị sẽ biết à. Cái năng lực đó, đó là duyên một chút thôi. Còn nếu mà không luyện công phu tu hành, sau này cái năng lực đó không còn nữa, nhưng mà cái phần vô hình sẽ đẩy đến dập mình khổ đau đó. Và cái cặn tử nghiệp của mình là người ta kéo mình vào cái quỹ đạo của người ta đó. Không hiểu. Và Thượng Tịnh Không có một người huynh đệ
tu học. Ông nói rằng ngài thường giảng pháp, giảng khô cổ luôn mà người ta không nghe. Tôi không học cái môn giảng pháp đâu, tôi học mật tông. Tôi học chừng vài năm thôi là tôi có thần thông rồi. Tôi dùng thần thông tôi có thể cho người khác thấy được cảnh giới thì nhất định người ta tin tưởng tôi. Thì ổng đi học mật tông. Đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết. Thì ổng học mật tông trong vòng một năm. Thì ổng nói rằng là bằng đêm á, không buổi chiều chứ, khoảng chừng 5 giờ chiều là ngoài đường toàn bộ là ma đi rất nhiều. 6 giờ là ngoài đường lộ là ma đi lên nghênh lên nghênh lên nghênh lên nghênh cùng chung với con người. Mà ma là phần nhiều, ma đầy ở ngoài đường hết chứ, đi như vậy đó. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói ông học giáo mà học không ra giáo pháp, mà bây giờ học ra ma không à. Thì về nói với thầy Lý Bỉnh Nam, thầy Lý Bỉnh Nam nói thôi, duyên của mỗi người như thế nào thì phải chịu như vậy thôi, cảnh giới đó không đúng đâu, nhưng mà phiên không được đâu, thôi đừng nói nữa. Thì ông mới có 40 mấy tuổi, học chưa xong là ông chết. Và Thượng Tịnh Không nói rằng là người ông mập, mặt của ông sạm hết, tại vì mỗi ngày là ông cứ nhìn thấy ma không à, nên cái thần khí của ông nó càng ngày nó càng giảm xuống, rồi thọ mạng theo đó mà ngắn ngủi rồi chết luôn. Chưa đạt được cái gì hết là chết đi vào tam độ ác đạo. Đọc lịch sử mình hiểu biết chứ, cái cảnh giới của người tu mà thường thấy hương linh là không có được, phải quay cái tâm lại lo niệm Phật, không có nghĩ đến chỗ đó nữa. Niệm thời gian nó sẽ tự nhiên mất tiêu chỗ đó liền à. Vì cái vận khí mình mạnh lên thì cái phần đó không có đến gần được nữa. Nghe không quý Phật tử, nghe không, đi vô đây tu á mà nghe ai mà nói cái vụ đó báo những đức biết. Chùa mình ở đây những đức mà khi mà giải quyết vấn đề là những đức, cái gì mà cần giải quyết là giải quyết liền á. Nên cái coi cổng chùa quan trọng lắm á, không có đơn giản đâu. Ngày xưa những đức mới vô chùa là những đức coi phòng đăng ký, giải quyết nhiều vấn đề lắm. Người mà dở dở ương ương, thật sự mà nói nó không có giải quyết được vấn đề làm việc được gì đâu. Nên cái gì mà làm chung những đức nói giải quyết việc đó đi là cứ giải quyết đi, có gì những đức chịu cho. Những đức kêu mà cái tâm người ta nghĩ gì đại chúng thôi. Nên từ nơi đó đó mà việc trong chùa này những đức giải quyết nhiều vấn đề lắm. Thì niệm Phật ở phía sau là cái đụng chuyện này những đức xử lý. Người nó phải dám làm kìa. Chứ nếu mà cái gì cũng nói rằng là thôi tôi lo giảng sanh, vậy thì ông đi cắt cái cốc riêng ở mình đi. Rồi ông đang sống với đại chúng, với bao nhiêu con người mà ông có quan tâm và không có một cái trách nhiệm sống đúng với cái trách nhiệm của mình mà ông nói ông học Phật cái gì kỳ cục vậy. Từ khi ông sống mình không có duyên với ai thì thôi, chuyện này không miễn cưỡng. Còn cái chuyện mình đã sống với con người với nhau, mình sống trong một gia đình thì mỗi người mình phải có trách nhiệm chứ. Học Phật á, buông bỏ là buông bỏ cái gì? Buông bỏ tham sân si, buông bỏ cái giận hờn người khác, buông bỏ những cái điều mà không vừa lòng không vừa ý, cái đó là buông bỏ. Chứ làm gì có chuyện buông bỏ công việc. Bạn còn ăn không? Nếu không còn ăn cơm thì buông bỏ công việc. Ở thế gian này nếu quý vị không làm gì coi được không? Nó không đúng. Đó, từ nơi đó buông bỏ là buông bỏ cái thứ trong tâm không phải á. Còn cái công việc hàng ngày con người mình sống là phải làm. Đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng một ngày không làm là một ngày không ăn. Mã Tổ và Bá Trượng dạy rõ ràng, con người mình mà tu hành hay là đời đạo gì không làm sao được. Từ nơi đó nói tu thiền định, ngồi vây mặt vào trong vách để mà ngồi thiền định hả? Không có đâu. Chúng ta cuộc sống hiện tại còn phải ăn cơm, còn phải bận đồ. Đây là cái ơn nghĩa của mọi người, chúng ta còn sống là phải còn làm, không nói chứ á. Nhưng mà Phật Pháp dạy mình nhìn thấu buông xuống là buông những cái thứ không phải trong tâm mình á, những cái điều không vừa lòng không vừa ý mình chuyển cảnh giới được á, gọi là nhìn thấu buông xuống. Chứ không phải là kêu bạn buông công việc. Công việc là phải nhiệt tình. Quý vị nghe như vậy nó rất là phù hợp vì cái cuộc sống hiện tại. Còn nếu không hiểu thôi tôi không muốn làm cái gì nữa chứ, tôi muốn lo niệm Phật giảng sanh thôi à. Nếu mà được như vậy thì cũng
Nhiều người đi trước có trí tuệ không dạy gì mà đi làm cực gì đâu quý vị à. Thật sự mà nói không dạy gì mà làm cực gì đâu. Hòa thượng chúng ta bây giờ 78 tuổi mà còn cực khổ gì. Hòa thượng là người dịch nhiều quyển sách như là Pháp Quyển Châu Long Chuyện. Đây là bao nhiêu câu chuyện Phật giáo trong đó đó. Bao nhiêu câu chuyện nhân quả trong đó hòa thượng hình dịch. Không lẽ ngài dạy gì mà 78 tuổi mà bây giờ ngài còn cực như vậy mà còn làm như vậy quý vị. Nhưng mà vì diễn cái cảnh hết trách nhiệm của mình thôi. Chứ biết chứ. Như những đức quản chúng gì nó cũng cực chứ, lo việc chứ. Nếu mà những đức nghĩ rằng là mình lo niệm Phật giảng sanh thôi, những đức nghĩ làm đi. Mà mình sống vậy nó không có đúng. Đó quý vị biết rằng cái cảnh duyên đang sống là mình phải hiện cái tướng làm sao nó phù hợp. Thì đem Phật Pháp hoàn truyền. Còn trong tâm này nè, mình buông những cái gì không vừa lòng không vừa ý, mình buông được hay không, cái đó là cái tu hành. Nhìn thấu buông xuống đó. Nghe cho rõ ràng nghe không. Nó, người xuất gia hàng cư sĩ mình nghe gì mình phải biết Phật Pháp dạy như thế nào. Nó rồi mình đi vô cái chỗ vị trí người ta tu hành, người ta không có nói tới cái phần âm thì đừng có nói đến. Quý vị coi bao nhiêu đạo tràng á, mà về cái phần âm á, hoặc á, lại về cái hình tướng, về hương linh á, về chương trình đó đó, quý vị coi có bị, có được tồn tại không? Có được tồn tại lâu không? Biết rằng cái phần đó mà làm là mau nổi tiếng lắm. Chúng sanh mình bây giờ là thích cái gì mơ mơ hồ hồ, nên làm cái chuyện mà hương linh đồ thì họ chạy theo dữ lắm. Còn nói gì giáo dục thật chất thì nghe không nổi. Nhưng mà nói gì hương linh, nói gì quỷ ma đồ, nói gì mà cái chuyện mà phép thần thông đồ thì nó chạy theo ghê gớm lắm. Nên muốn nổi tiếng thì nhảy vô chỗ đó, nhưng mà nó không có tồn tại đâu. Thời gian là nó xả cánh à. Những đức đã kiểm nghiệm qua rồi, nên con đường này những đức không có làm. Nên cái nơi ở của những đức không có nói đến phần này. Những đức muốn đem giáo dục để hướng tới người sống. Người sống lo tu, lo sống cho tốt thì phần âm sẽ được hưởng nhờ, được lợi ích. Người sống được nghe, người âm cũng được nghe. Từ nơi đó mục tiêu tôi sống là hướng dẫn người sống đó. Nên chư hương linh ở trong chùa phải lo tu hành, lo niệm Phật. Nó có một cái hương linh này, người ta gặp những đức, người ta kể những đức nghe. Mình kể gì nè, có khi hương linh cũng nghe đó. Nói rằng 800 năm rồi vậy mà còn chấp vào một cái như là một cái bát nhang nhỏ vậy đó. 800 năm mà còn chấp. Quý vị suy nghĩ đi. Cái tình chấp của con người mình nó kinh khủng thiệt. Đó. Từ khi không hiểu được Phật Pháp thì chấp vào cái linh đó để cho người ta cúng dùng. Nhưng nghe được pháp môn tịnh độ rồi, tại sao không chấp gì danh hiệu ai với đạo Phật đi. Cầu sanh về thế giới cực lạc đi. Muốn ăn có ăn, muốn bẩn có bẩn. Cảnh giới cực lạc quá thù thắng rồi, không còn thân này nữa, nên niệm Phật để cầu sanh cực lạc đi. Đức Phật A Di Đà là phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh, ta chỉ cần niệm danh hiệu của ngài và muốn gì thì ngài sẽ tiếp dẫn. Nhất là chư hương linh không còn dính cái thân tứ đại này nữa, đi nó còn nhẹ nhàng nữa. Nên chùa mà niệm Phật gì nè, chư hương linh nhiều lắm. Nghe như vậy rồi phải biết thế giới cực lạc thù thắng lắm. Từ nơi đó mà chăng thật niệm Phật cầu sanh cực lạc đi đó. Mình không có thấy nhưng mà chắc chắn là phần vô hình là có. Nhưng mà mình không nên nói với những người mà người ta sơ học. Thí dụ như ngồi chung với nhau, tự nhiên mình nói với cái cô này, nói rằng cô ơi, hương linh đi theo cô mấy người luôn cô. Mình nói vậy là trong lòng người ta lo sợ, nên tối người ta ngủ người ta thấy ma đó. Mình nói vậy người ta sợ thì cái tâm người ta đã sợ, thì cái ý nghĩ là người ta sợ, rồi đêm ngủ thì thành. Còn nếu như để người ta bình yên, người ta lo niệm Phật, người ta đâu có biết cái vụ đó đâu. Thì tự nhiên người ta niệm Phật với người ta có năng lực và thần khí người ta nó mạnh, thì tự nhiên những phần âm đó tự biến mất thôi. Có nghĩa là không biết thì đừng nên nói nữa. Cứ lo niệm ai với đạo Phật thôi là lợi ích lớn nhất à. Đó, phải nghe để biết rằng giúp hay hại người ta nghe không. Đó, nên những người mà vô đây tu mà nói chuyện nhảm nhí, nói tầm bậy tầm bạ là những đức mới chấp nhận hay chưa. Nó nên mấy thầy trong chùa mình thì nó thật sự mà nói, các anh em yếu à. Làm việc cái hội chúng chùa này nghe, có một số việc mình mà không ra tay là con người mình ở trong đây không có trách nhiệm đâu. Một số người thì tùy vậy thôi.
Rồi nó dở dở ương ương mà ngôi chùa này được gì hả? Nó không có một người ở đây lãnh đạo mạnh mẽ mà quý vị nói nó được gì hả? Khỏi nói gì phần âm leo lên quý vị. Có người sống này thôi trong đây cũng loạn rồi. Cho quý vị biết đó. Không có một con người có bản lãnh ở trong đây. Trong đây nhân sự loạn đó. Đố mà ai ở đây nói ai được á. Cho quý vị biết. Nhân Đức là một thanh niên dám xử lý người khác á. Cho quý vị biết. Dám làm á. Dám làm những việc người khác không làm á. Cho quý vị biết á. Đó là con người mình đã sống là mình phải hiểu cái việc làm của mình chứ. Dở dở ương ương là không được. Cái nào thương là thương, cái nào xử là xử á. Đó, nên từ nơi đó đó nghe không? Cái hội chúng này rất là đông người. Mình về đây mình niệm Phật, lo niệm Phật thôi ha. Lo niệm Phật chân thật thôi. Ngồi nói chuyện tầm bậy. Mỗi ngày người ta lo cơm ăn áo bặn, lo cho mình niệm Phật mà mình không chịu lo niệm Phật. Người ta đâu có kêu mình về đây cúng dường đâu. Những đức chưa bao giờ kêu vì về đây cúng dường nghe chưa. Nó phải nhớ đó. Ôi ơi, làm việc cho Đức Phật A-di-đà. Mình đã làm việc cho Đức Phật A-di-đà. Nếu con không có cơm thì thôi khỏi sống chung nhau nữa. Con đã làm việc cho Ngài như vậy thì con làm không đúng rồi nên con đói. Chứ ngoài ra cầu cạnh ai làm gì? Cái núi lớn A-di-đà Phật làm việc cho ông chủ đó mà đi cầu cạnh một con người bình thường ở thế gian. Không nên làm chỗ này. Nên ngồi nhận thức không nên làm chỗ này. Nên chúng ta đó là thật sự là thích người về niệm Phật lo tu. Còn cái chuyện về đi cúng dường không cúng dường đó là chuyện của quý vị. Nhưng Đức mới dính dáng vào chuyện đó. Nên mỗi ngày lo làm sao nấu cơm đủ cho quý vị ăn thôi. Lo rau cắt vào luộc đủ cho quý vị thôi. Lo đồ hũ luộc chấm muối tiêu cho quý vị ăn đủ thôi. Vậy thì quý vị lo niệm Phật được rồi. Nhà vệ sinh bị nghẹt thì lo móc cho sạch. Hầm cầu đầy thì kêu xe moi móc. Đường cống nước chảy không kịp, bây giờ đi tiếp tục thêm một đường nữa. Rồi đường nước, nước chảy xài không kịp, biết tiếp tục đi theo đường nước nữa. Đó, cái cá nhân người ta lo hết rồi. Mình vô đây không lo niệm Phật vậy mình nói dòng gió gì nữa hả? Mời suy nghĩ đi. Đó, phải nghe nhau. Từ nơi đó cái ngôi chùa này nó bình định được là do gì cái gì? Sáng nào những đứa cũng nói chuyện gì mà chúng trong chùa mình nhiều người ta cũng hiểu biết lắm á. Vậy mà nhiều Phật tử mình cũng mù mờ lắm á. Nghe một số người mà nói tào lao bác xế về cái phần này phần kia đồ, nói họ thấy này thấy nọ gì mà cũng ngồi nghe. Ngồi nghe chim cái thứ đó xuống báo cho ban tổ chức biết. Gặp những đức nè là xử lý nhanh nhất. Nên từ nơi đó đó, cái gì không cần thiết là giải quyết liền, duyên kết bao nhiêu thôi. Vậy thì đặc biệt lắm á. Quý vị muốn giữ ngôi chùa này lâu dài hay là giữ nhất thờ? Bây giờ nó đang nổi in lên rồi đó. Chúng chùa này mà không lo tu vài năm sau lo mà xách gói đi. Trời ơi, con đường này 5 năm trước trên Đà Lạt tôi đã biết rồi. Nên nó không đơn giản đâu đó. Nơi nào mà nó in lên là nơi đó nó có cơ hội ma đến rồi đó. Nó quậy phá tan nát luôn đó. Nếu mà cái chúng chùa này mà không dụng công lo tu hành đó là tiêu đó, nhất là người trên đó. Nên những đức nói càng đông chừng nào thì những đức phải càng dụng công nhiều chừng nấy. Phải càng dụng công nhiều chừng nấy. Cái đầu nó còn mạnh thì cái đuôi nó sẽ được ổn định. Còn cái đầu mà đứt rồi quý vị biết cái mình với cái đuôi quý vị làm được cái gì. Từ nơi đó những đức thấy càng ngày càng đông người nên những đức phải dụng công cho nhiều đó. Có được chút đỉnh tiền đưa cho Hòa Thượng xây dựng hết luôn. Vì sao? Vì những đức thấy con người càng ngày càng đông. Những đức phải bỏ những cái khoản đó ra hết. Chút đỉnh tiền mà để dành lo cho chúng đó, những đức nói đưa cho Hòa Thượng xây dựng hết luôn. Quý vị biết tại sao mà những đức nghĩ cái con đường này không? Càng ngày càng đông, tại sao thầy không để dành tiền để lo cho chúng? Hồng. Càng ngày càng đông thì tôi phải xả hết. Để chi? Để mà phát triển cái năng lực tu của cá nhân cho nó mạnh lên. Để chi? Lấy cái năng lực tu này để chia sẻ cho chúng. Như vậy thì cái phước này là nó âm ở trong mạng thì chắc chắn rằng nó không có tai họa đến với mình. Không có ai mà tìm cách gì để mà hại mình được. Từ nơi đó thì tai họa sẽ đến với mình, nó càng ngày càng kém. Còn nếu như càng ngày càng đông, mình thấy càng ngày càng đông mà mình trữ tiền càng ngày càng nhiều để mà lo cho chúng đông này, thì quý vị biết rằng con người trong đây họ biết mình đang có tiền. Vậy giống như con cái mà biết cha mẹ có tiền, nó không lo
từ nó đó mà một ngày nào nó xả, nó gớt sạch hết trơn. Nên nó cơ hội Hòa Thượng Quang Năm đó, xây mấy dãy nhà bên đây đó. Những đức bây giờ là có tiền bao nhiêu là đưa hết cho Hòa Thượng xây dựng luôn. Những đức thấy rất là hay, đưa tiền cho Hòa Thượng xây dựng, mình thấy thoải mái ghê luôn. Vì biết sao? Vì Hòa Thượng ổng tính còn hơn mình nữa, ổng kỹ còn hơn mình nữa, ổng cầm tiền ổng làm cái gì là còn chắc hơn mình nữa. Thôi con làm, con còn suy nghĩ, đưa cho Hòa Thượng luôn, con khỏi suy nghĩ. Đúng là niệm Phật phải nhận thức. Để dành tiền còn phải suy nghĩ, đưa cho Hòa Thượng khỏi suy nghĩ nữa. Hòa Thượng làm, giao cho Hòa Thượng rồi đó, con không có trách nhiệm chỗ đó nữa, con giao rồi Hòa Thượng tính Hòa Thượng làm đi. Hòa Thượng ngày sâu sắc mà, thấy không? Nghe như vậy rồi mình mới thấy rằng ô thì ra là phải dụng công thôi. Nhìn được một chút thì buông được một chút. Nếu không thì cứ lo cái chuyện chúng đông như vậy rồi không để dành số tiền để lo cho họ mai mốt làm sao. Khỏi lo nữa, khỏi suy nghĩ luôn. Nhất định là phía sau mình có ông chủ lớn, vô hình chung ông lo hết rồi, yên tâm đi. Nó như vậy thì cái tâm tu của mình nó mới phát triển mạnh mẽ nữa. Nên những đức nói rằng càng tu, những đức nói rằng là đồng tiền nhất định phải nhẹ hoàn toàn, phải nhẹ hoàn toàn về vật chất luôn. Và đối với con người là thương yêu hết lòng, nhưng mà không ở chung thì thôi, không có sao hết trơn á. Gặp nhau cũng được, không gặp cũng không sao, tùy duyên hết luôn. Vậy thì con đường đi này của mình không ai buộc mình kéo mình quay lại người lại được hết trơn. Mình chỉ có một hướng tiến, không lùi luôn. Chỉ có tiến chứ không lùi. Tiến đi đâu? Tiến về thế giới cực lạc. Chỉ có tiến không lùi. Chúng ta tu bị lùi là vì ngay chỗ nào? Vì bị tình cảm buộc ràng mà lùi. Tình cảm chỗ nào thầy? Làm từ thiện cũng tình cảm, xây chùa cũng tình cảm, độ sanh cũng tình cảm, làm cái gì cũng tình cảm. Phải có tình cảm, nhưng mà không được nhiễm tình cảm, làm đi. Con người không có tình cảm sao sống với nhau? Có thương nhau, có giúp nhau, nhưng tuyệt đối không khoan duyên. Đủ duyên là giúp, không đủ duyên nhất định không dính mắt. Quý vị làm được như vậy đi thì cuộc sống quý vị học Phật tuyệt, tuyệt vời. Tất cả những điều thiện, đủ duyên thì làm, không đủ duyên tuyệt đối không miễn cưỡng. Đó, đó là cái chỗ những đức nhắc nhở, những đức hoàn toàn cuộc đời mình phải tu như vậy đó. Đó. Như vậy thì an lạc lắm, tuyệt lắm, bằng đêm ngủ sẽ ngon giấc, không có mộng mị gì đâu. Rồi đúng ra coi một hội chúng này cũng gác chân lên chán lắm ha. Vậy mà có thể mỗi ngày được an lạc, được vui như vậy, bị suy nghĩ. Bây giờ ngồi suy nghĩ, nhà mình chỉ có 2-3 người thôi, một cái đám giỗ còn 1 tháng nữa đến. Vậy mà chúng ta đã lo cái đám giỗ 1 tháng sau rồi, lo có khi ngủ không được luôn á. Mà đám giỗ mấy người? Vậy mà chương trình chùa mình lễ tổ chức 2 ngày. Vậy mà cái ngày trước 1 ngày vẫn là bình thường, công việc ai nấy làm bình thường hết. Vì thấy đúng là Phật Pháp tuyệt không? Quá tuyệt. Từ nơi đó Phật Pháp cho chúng ta niềm vui đặc sắc thiệt á. Phải hiểu biết đó, thấy không? Nó nên một câu Phật hiệu này hay lắm, rất là hay. Phải lo siêng năng mà niệm cái chiếc máy này nè, ngày nào cũng nhắc nè, ngày nào cũng nhắc mà có khi mà mình còn giải đãi. Cứ là tu xong ra khỏi chánh điện một cái là gì? Lên phòng để cái áo choàng trên đó mà cái là cầm cái máy theo liệu nói chứ. Người mà niệm Phật quen làm gì mà quên chiếc máy này? Làm gì bỏ quên chiếc máy trong nhà vệ sinh? Làm gì bỏ quên chiếc máy ở trên chánh điện? Phải nhớ nghe, chiếc máy này hay lắm đó. Một công cụ này đặc sắc lắm á, phương tiện. Đi ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Ngồi trên xe, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Thí dụ như từ đây đi về quê của mình, lên xe đò ngồi trên xe một cái là bấm. Buồn ngủ, ngủ giấc, thức dậy bấm tiếp tục. Cứ là ngồi bấm niệm Phật, không có nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây gì hết trơn. Bấm về tới nhà coi được bao nhiêu ngàn câu. Rồi từ đó về sau bất cứ đi đâu, thí dụ như từ đây về miền Tây, từ đây về Bắc, từ đây về Quảng Nam, đi như vậy cứ mỗi lần đi lên máy bay hay là đi lên xe là chúng ta bấm thử coi từ đây đi về tới nhà bấm được bao nhiêu ngàn câu. Rồi từ đó về sau chúng ta đi về bất cứ một phương hướng nào,
là chúng ta đều bấm, bấm xong ghi vô sổ, vô sổ xong có một mô hình là mỗi lần đi từ đó đi đến đó là chúng ta bấm được bao nhiêu ngàn câu. Rồi chúng ta gặp bất cứ một người nào, chúng ta cũng lấy cái mô hình này ra để chia sẻ cho người ta. Quý vị tu như vậy là đặc sắc là vì sao? Vì chính mình có mô hình và biết chia sẻ cho người khác, gọi là truyền pháp. Nhưng Đức nói rằng, thí dụ như gia đình mình ở dưới miền quê, vùng sâu vùng xa đi, gia đình mình cũng khá giả đúng không? Mua một cái tivi LED đẹp bự, mình quý một người nào giảng pháp mà thấy có lợi ích đặc sắc, mà nói về pháp môn niệm Phật, hướng đến người, đến chỗ giải thoát. Chúng ta gầy dựng, mỗi buổi tối rảnh gọi một chút xíu, rủ mấy bà già đến, bật lên cho bà coi, bật lên mạng cho bà coi, bà coi từ từ, bà coi được, từ từ bà rủ thêm vài bà già đến coi, từ từ bà rủ vài bà già đến coi. Một cái tivi có thể cho người ta nghe pháp. Quý vị thấy rằng là, tại vì ngồi một mình nghe, có khi tự nhiên mình ngồi mình nghe nó, nó nghe nó không hương vị bằng là ngồi đông nghe. Tự nhiên mình rủ một số người, người ta ngồi ở nhà một mình đồ, từ gây dựng vài ba người, từ từ đông người, rồi bắt đầu là mình bật cái tivi đó lên, một buổi giảng thôi, không có nghe nhiều, nghe một buổi giảng xong đi về đó. Từ từ vậy đó mà ta biết niệm Phật. Ở nhà nhiều cách tu phước lắm đó. Còn dùng quê của mình thì sao? Mình biết máy ở đây, mình đặt một cái máy, mình giải từ từ, rồi mình gây dựng cái chương trình gì, cái chương trình chính mình đặt máy dùm. Trời ơi, cái cách tu phước của những Đức ở đây, những Đức thấy số 1. Những Đức bỏ ra một số tiền rồi cứ đặt máy, rồi xong lấy tiền lại đặt máy, lấy tiền lại đặt máy, vốn vẫn còn nguyên. Vậy đó mà cứ tu phước hoài luôn, vốn còn nguyên luôn. Quý vị biết rằng nói đặt giùm vậy đó nghe quý vị. Vậy đó mà có nhiều người ta đặt máy, một cái thùng nhỏ nhỏ để dưới cái phòng máy, vậy mà người ta bỏ tiền vô, người ta cúng dường dài từng, vậy mà cũng có được trăm mấy chục triệu trong cái thùng nhỏ nhỏ đó đó. Nói đặt giùm mà ngộ vậy đó, quý vị thấy không? Cái phước nó đặc biệt chưa? À, nên từ nơi đó mà Như Đức nói rằng, quý vị mà biết cách làm á nghe, tu phước thù thắng lắm. Tiền cũng đâu có mắc đâu, cứ giữ cái vốn hoài vậy đó, cứ đặt máy giùm. Đầu tiên đặt cho một người thôi, vậy mà một người này nghe được nó giới thiệu đó. Rồi từ từ đồn ra, người ta đến người ta nhờ mình đặt máy giùm. Cứ điện thoại mà đặt máy giùm. Dùng cái cách này để cho dùng quê của mình nhiều người biết Phật pháp. Vì sao? Vì cho nhiều người biết Phật pháp thì dùng quê mình sẽ bình yên, sẽ không có bão tố. Nhiều người cùng niệm Phật mà, có nghĩa là cái tâm mình phải suy nghĩ như vậy đó, thì cái tâm lượng nó mới lớn. Nhiều người mà cùng làm như vậy thì đem Phật pháp giải ra, giải ra nhiều cách để mà cho người ta biết Phật pháp. Cả đời của mình mà làm như vậy thì hoàn truyền tịnh độ cả đời này, thì quý vị biết bao nhiêu người biết được pháp môn tịnh độ này. Chân thật mà làm, nhiệt tình mà làm, từ người xuất gia cho đến hàng cư sĩ, chân thật mà làm. Còn vị trí ngôi chùa này nhất định mình phải hết sức là nghiêm túc, để nó có một cái gốc giữ cho chắc, để cho nhiều chúng sanh người ta có thể nương vào cái gốc này mà người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nhưng mà cái người ở trong chùa này nè, quý vị phải biết, quý vị phải lo công phu cho chắc. Vì mình là cái gốc mà mình lê mê làm sao mà chịu nổi. Thí dụ như bây giờ một cái gốc cái, nó cũng có nhiều cái gốc con để hỗ trợ chứ. Quý vị coi, vị đào lên một cái cây, vị nhìn thấy đúng không? Làm gì có một cái gốc cái. Một cái gốc cái nhưng có nhiều cái gốc con, nó hỗ trợ cho cái gốc cái đó. Thật sự mà nói, nó mà chặt hết tất cả những cái gốc con đó nghe, cái gốc cái này nó cũng yếu á. Nên từ nơi đó mà chúng ta nhìn nhận được Phật pháp là tốt. Mỗi người mình là một cái gốc đó. Nên mình là người nghe được Phật pháp, thí dụ như mình nhận thức là mình thấy liền nè. Thí dụ như bây giờ người trong chùa này nè, mình nghe được Phật pháp, những người thân của mình họ học Phật còn trước mình nữa, họ học tập quá trời luôn, họ đấu lý kịch liệt luôn, cả mình đi xuất gia rồi mà đấu lý còn không lợi họ nữa, họ quá tạp rồi. Mình học Phật mình nhìn họ, mình biết rằng họ không có tương lai. Rồi bây giờ mình ngồi mình phản tỉnh, mình suy nghĩ vì sao mà những người này học tạp như vậy. Vì họ chạy theo cảnh duyên, họ không gặp được một người chuẩn xác để hướng dẫn họ, cuối cùng họ tạp quá, hư tâm. Hư tâm rồi, vậy thì những phản người này hư tâm rồi, vậy thì bây giờ tới đời ta này, ta phải nhìn nhận những người này để làm sao chúng ta đừng bị hư tâm. Vậy thì mình phải chuyên, mình phải chuyên, mình chuyên
Nên nó về sau ngôi chùa chúng ta có thêm một cái quy định rằng là tất cả những người ở trong thường trụ này, từ người xuất gia đến hàng cư sĩ, khi người thăng đến nơi đây, đến chùa, tất cả anh em xuất gia và hàng cư sĩ không được dẫn những người này đi bất cứ chỗ nào khác chỗ này hết. Vì sao? Vì chúng ta muốn cho họ một phương hướng cho chuẩn xác. Khi đến chùa là phải ở chùa để tu. Còn nếu chúng ta cho họ biết nhiều chùa, như vậy thì chúng ta đang gieo cho họ tạp loạn về sau, thì làm sao mà có phương hướng cho chuẩn xác được. Nên cái góc độ của người làm con, làm anh, làm cha, làm mẹ phải sâu, nghe không? Trời ơi, chư tổ đã dạy là nhất môn thâm nhập, quân tu lâu dài mới thành tựu được. Nếu mình cho họ thêm một phương hướng, cho họ biết thêm, làm sao độ được họ? Đây là hại người đó. Đó, phải nhớ đó. Nên những đức luôn luôn giữ một phương hướng mình cho chắc. Đâu mà ai mà gọi là đến mà nói những đức nghe cái này hay kia hay được. Những đức nói cái gì hay cũng không bằng niệm Ai Di Đà Phật hết trơn á. Khỏi nói vòng vo gì trơn á. Ông tu 100 năm ông đến, ông gặp tôi, ông nói pháp này pháp kia, tôi nói ông làm đi. Quý vị biết rằng 84,000 pháp môn của Đức Thế Tôn là pháp giới định tuệ. Cái pháp này chúng ta mỗi người có thể nắm nổi không? 84,000 pháp môn. Thí dụ như Quan Công, ông có một cái thanh đao, mà thanh đao của ông là 80 căn. Quan Công ông cầm cái thanh đao 80 căn, rồi là 80 ký đó quý vị. Quan Công ông cầm á, ông đi ra chặn mạc là ông là dẹp giặt rồi, thôi đừng có nói nữa. Quan Công Quan Trường á, thanh đao của ông là một thanh đao mà số 1 luôn á. Vậy thì giờ 84,000 pháp môn của Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn muốn tặng cho chúng ta một cái chăn bảo giới định tuệ này, nặng căn cũng như thanh đao của Quan Trường vậy đó. Nhưng mà có mấy người cầm nổi thanh đao của Quan Công? Mời suy nghĩ đi, có mấy người cầm nổi cái thanh đao đó? Biết rằng đây là một bảo vật mà gọi là nếu mà một vị tướng quân cầm trên tay nổi thì ra chặn là bách chiến bách thắng, phá dòng dây hết. Nhưng mà chúng ta cầm nổi thanh đao đó để phá dòng dây không? 84,000 pháp môn của Đức Thế Tôn là giới định tuệ chúng ta hiện tại vô không nổi. Nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu thế giới Cực Lạc, giới thiệu Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà lại phát nguyện, nguyện phát này không phải bị cái tác động của ai mà Ngài phát nguyện. Không có ai bắt buộc Ngài đi phát lên lời nguyện tiếp dẫn chúng sanh ở tha phương pháp giới, mà là do tâm đại từ đại bi của tỳ kheo Pháp Tạng quỳ trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, dụng công tu hành để phát lên lời nguyện tiếp dẫn chúng sanh, là tự phát chứ không có ai tác động, không có ai kêu Ngài phát hết, mà tự Ngài phát tâm để tiếp dẫn chúng sanh. Ngài nói rằng ta có một phương pháp mà có thể tiếp dẫn tất cả các chúng sanh ở mười phương khắp pháp giới về thế giới an lạc cùng cực của ta. Ta nghe như vậy rồi thì mỗi một người chúng ta nói rằng con đang phiền não, Phật A Di Đà nói không sao, đừng lo, để ta xử lý. Con đang sân hận, không sao, để ta xử lý. Con đang nghèo, đừng lo, để ta xử lý cho. Con muốn giảng sanh về thế giới Cực Lạc, được, ta chỉ cho một phương pháp. Chỉ cần niệm danh hiệu của ta là A Di Đà Phật, chuyện tiếp dẫn là để ta giải quyết. Tất cả những chỗ tham sân si, phiền não khó chịu của các người, các người chỉ cần niệm danh hiệu của ta để ta giải quyết hết những việc này cho. Đừng có lo, đừng có nghĩ đến những việc đó nữa, hãy nghĩ đến A Di Đà Phật thôi là xong. Còn cái chuyện tiếp dẫn, các người chỉ cần chấp nhận gì và niệm danh hiệu của ta là đủ rồi.
Dù cho gặp cảnh ngộ gì cũng niệm danh hiệu của ta. Dù cho gặp hoàn cảnh tốt đẹp cỡ nào cũng là cái nguyện, là nguyện sanh cực lạc chứ không phải là cái nguyện ở nơi tốt đẹp đó. Như vậy gọi là tín nguyện trì danh, nhất định được sanh cực lạc. Nên một câu A Di Đà Phật này phải bồi dưỡng, phải bồi dưỡng cái lòng tin này cho chắc, không có được dao động tâm qua hướng khác. Ai nói gì kệ, tôi cứ niệm A Di Đà Phật. Quý vị kiểm qua những đức mấy năm nay, làm cái gì, đi đâu, đi học cao tăng đại đức nào, quý vị coi đi, phải qua năm ở trong chùa không? Đó, quanh năm ở trong chùa thật sự mà còn lo cho mấy trăm người nữa chứ. Ở chỗ này mà không nhìn nhận sao? Thôi ta chưa đủ duyên chứ làm tới cái gì luôn nữa chứ đừng có nói. Quý vị biết rằng cái người niệm Phật họ có một cái tâm lực mạnh mẽ vô cùng, họ không nghĩ gì họ nên cái gì họ làm cũng được chứ ha. Phải tin chỗ này, chỗ con Phật hiện này tuyệt lắm, tuyệt. Dù đến thế gian này què hoặc mù đuôi, nghèo nàn sơ sát, chồng bỏ chồng chê, không sợ, sợ nhất là không gặp được Phật Pháp. Bây giờ gặp được Phật Pháp rồi, nghèo nàn cùng cực, què hoặc mù đuôi, chồng bỏ chồng chê, con bỏ con chê, của cải mắt sạch, chúng ta còn câu A Di Đà Phật là bảo vật vô giá, một đời đi qua sẽ qua rồi. Mà ta thì như thế nào? Nắm câu Phật hiệu này mà niệm, một đời ai cũng sẽ đi qua, mà ta thì hướng về thế giới cực lạc mà đi. Đó, vị biết hừng hực cái tâm nha. Phải niệm Phật nó mới hừng hực cái tâm chứ. Mỗi ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm tán loạn hay niệm thanh tịnh gì cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôi cứ niệm hoài đó làm sao? Hỏi niệm có thanh tịnh không? Tôi không thanh tịnh chứ tôi niệm được không? Ví dụ như bây giờ tôi nhớ cha mẹ tôi, hỏi có thanh tịnh không? Thanh tịnh gì? Tôi nhớ cha mẹ tôi là nhớ cha mẹ tôi, thanh tịnh gì? Cái chuyện tôi nhớ là được rồi. Ví dụ như bây giờ một lúc mà tôi nhớ tùm lum thứ hết trơn thì hỏi là có thanh tịnh hay không? Còn bây giờ tôi muốn nhớ A Di Đà Phật thôi, thì bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật gì tôi nhớ ngày tôi mới niệm ngày chứ. Con mỗi ngày con nhớ ngày nên ngày giờ nào con cũng niệm ngày. Con cứ niệm ngày như vậy. Còn những cái thứ khác không biết ở đâu nó chạy lại hoài, nó cứ chạy lại hoài. Nhưng mà thật sự là con muốn nhớ ngày thôi à, nên con niệm ngày, con nhớ ngày nên con niệm ngày. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Là nó có cái tiếng A Di Đà Phật người ta nghe đúng không? Còn cái kia là tự nhiên nó đến mà con đâu có niệm nó đâu. Nó đến nó đâu ở trong tâm con á. Nào là chồng, nào là vợ, nào là con, nào là của cải, nào là sắc đẹp, nào là người yêu. Nó đến từ trong tâm con mà con không có niệm ra tiếng chỗ đó. Mà cái miệng của con lại niệm ra tiếng của ngài thì do là trong tâm con nhớ ngài nhiều hơn nên con niệm ngài ra tiếng. Vậy thì cái nhăn nhớ ngài nhiều hơn, vậy chắc chắn là cuối cuộc đời của con là con sanh về thế giới cực lạc trước hơn là con vọng tưởng cái kia đó, nghe chưa? Vậy thì quý vị niệm Phật rất khỏe. Nó mình luyện công giết rồi thì sao? Thì câu A Di Phật thành một cái lực. Vì mình luyện công hoài, luyện công hoài, giống như cái người này làm một cái nghề, cứ làm hoài một nghề, giết rồi tự nhiên cái nghề này sẽ vượt qua hết tất cả những cái việc làm khác mà chúng ta không chú tâm, đúng không? Nên người niệm Phật, người tu là mình phải kiên trì lâu dài, chứ đâu phải là một ngày một bữa mà liên thành một cái môn câu Phật hiệu này mà gọi là lúc nào mà mình cũng là nhớ niệm hoài được. Mình phải niệm lâu dài nó mới nhớ được, phải kiên trì chứ không phải là dài ba năm cái bỏ cuộc đổi phương pháp khác. Tệ quá, khờ quá. Học 3 năm đúng ra lên lớp rồi, vì mà trở lên lớp 1. Học thêm 3 năm nữa đúng ra lên lớp rồi, vì mà trở lên lớp 1. Cứ quay lại hoài làm sao thành công được. Nên chúng ta cứ một câu ai rồi Phật cứ đi hoài, đi hoài, đi hoài sẽ tới thế giới cực lạc. Nhớ đó. Sáng hôm nay chúng ta học đến đây nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thank you.
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di A Di Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật, A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.